Một em cảm ơn đã thuộc về anh Tèo. Đây, thành quả của anh Tèo. Mới một vài chục phút thôi, chứ chưa có lâu lắm. Chắc được cỡ mấy con, chưa tới được chục con cá phong bì đâu. Sáng một ngày tốt lành nha. Hôm nay buổi sáng mình đi câu cá, mọi người đi bằng thuyền kayak này. Đó, thì bây giờ hai anh em chuẩn bị đầu hết rồi, tính là đi hai chiếc, một chiếc màu đen với chiếc màu cam kia. Thì bây giờ hôm mình câu bờ rồi, bây giờ mình sẽ câu bằng thuyền kayak nha mọi người, đi ra xa xa hơn xíu. Trời hôm nay khá là đẹp mọi người, không có mây, không có gì mà không có mưa luôn. Đó, siết chặt lại hết rồi, kiểm tra lại mọi thứ thử tắt chắn hết chưa, và bắt đầu lên đường thôi. Còn đồ đạc của mình bỏ trong đây, bàn đạp xe và bàn đạp của máy chèo, máy đồ cần câu mình dục mấy luôn. Có cà phê nữa anh Tèo hả? Của Tuấn đi Starbucks. Trời đã vậy. Đi donut đó hả? Thank you anh Tèo. Đây. Chuyến đi này thì có anh Tèo nè, ràng buộc dây đâu vào đó hết cho nó an toàn mọi người. Lỡ bolit nó có thấy thì nó cũng mỉm cười mình chứ nó cũng không phạt đâu. Tại vì mình thấy mình chắc chắn an toàn mọi người. Ok mọi người, thì bây giờ mình chuẩn bị lên đường ha. Bye bye mọi người. Đây, cuối cùng thì hai anh em đã tới nơi này. Chạy xe từ tính là từ trên Freeport rồi đi lên đây cũng hết tiếng lái xe mọi người. Đó, thì bây giờ đã an toàn tới nơi. Đây, biển đây. Khá là trong lành luôn. Rất là yên bình mọi người. Nhưng mà đều ấy trời không có mây đẹp thôi. Nhưng mà khá là thích hợp để mình đi chèo thuyền kayak. Ra đi thì mình nói là mình lo chuẩn bị mọi thứ rồi cuối cùng cũng quên. Mọi người biết quên cái gì không? Quên một cái điều rất là quan trọng luôn. Đó là cái bàn đạp mọi người. Thì chiếc thuyền kayak của mình nó có cái bàn đạp để mình đạp cho nó khỏe mọi người. Mình không có cần chèo nhiều. Thì mình quên nó đi. Thì bây giờ mình nói chung là cũng đi được mọi người. Tại vì nó có tay chèo nữa, mình chèo ra ngoài kia chứ mọi người. Không có bàn đạp nên chắc là mình cũng không có dám đi ra ngoài xa đâu. Mình đi gần gần trong đây thôi. Thì bây giờ mọi thứ xong rồi. Thì bây giờ hai anh em chuẩn bị ăn uống gì xíu để mà có sức mà đạp mọi người. Đó. Bây giờ hai con kayak này đẹp mọi người. Cảnh thật là yên bình thanh bình nha mọi người ha. Đó. Bánh bao. Bánh bao à. Mỗi người hai cái vú. Mỗi người hai cái vú. Ừ. Đó, chuẩn bị đâu vào. Sao giống vậy? Sao giống vậy? Anh Tèo chơi kỳ quá nha, đi thành ông không kỳ quá. Đó. Thì đó bây giờ anh em ăn nước lựa xong xíu bắt đầu có sức để mà đạp mọi người. Đạp ra ngoài kia. Đi ra ngoài kia. Đi ra ngoài đảo, hy vọng hôm nay là trời đẹp có cá nhiều. Thank you kỳ quan. Anh bị thịt chả bông. Mì chả bông, anh Tèo sắp theo. Nói chung là đồ ăn thì đầy đủ mà chủ yếu là có cá hay không á. Đó, ăn cho lắm. Ừ. Dạ, đúng rồi. Hôm nay thì thời tiết khá là đẹp luôn á, nước trong lắm này, biển ở đây là biển ở Mít Tịch nha mọi người. Wow, bầy cá con này mọi người, quá trời cá con luôn. Anh Tèo này, cá con quá trời luôn này. Anh Tèo anh đạp nhanh mọi người, chiếc của anh nhỏ hơn á, đạp lướt ghê lắm. Không, anh cũng phải đợi mình theo mọi người, tại vì hôm nay mình quên cái chân vịt ở nhà ấy chứ. Thường thường có là mình bỏ rơi anh Tèo luôn mọi người. Bỏ rơi Tèo xa luôn á. Tại vì nay mình đi mà mình quên đem cày theo á, mình đi rồi mới Tèo không rồi nên nó nặng hơn. Đó, bây giờ hai anh em sẽ đi ra ngoài cái bù màu đỏ mọi người, đó cái bù nằm ngoài kia kìa. Đó, mình sẽ đi ra ngoài đó mình câu cá phốc rì và nhiều loại cá khác nhau. Hy vọng là sẽ có thành quả để mà quay cho mọi người xem ha. Trước của anh Tèo là không thể nào mà không lấn vào đâu được. Nhiều khi mấy chiếc tàu lớn nó chạy ngang qua còn thấy tiếc quá. Tiếc của em nhìn không thấy mắt nó mang luôn. Nó màu vàng, nó sáng. Màu vàng sáng. Êm ha, trời êm anh Tèo ha. Trời đẹp chứ. Có cái bàn đạp là bỏ lên đâu có gần, bây giờ đâu có trèo nữa đâu. Cứ đạp vậy thôi, rồi vô lăng cái này, cất cái đây lại rồi, không xài nữa. Vô lăng là lái thôi. Đó, lát là neo dậy câu. Đó.
Hai em chết chung. Ôi gì chết chung. Chết ai nó đi. Mọi người đây là mồi của mình nè, mồi mình là có tôm có mực đầy đủ mọi người. Không biết cá nó có ăn không thôi. Đó, thì bên ăn tèo cũng vậy. Anh tèo cũng đang móc mồi tôm này mọi người. Đó. Trời khá đẹp mọi người ha. Hy vọng đừng có đồng ha. Nhìn trời này dễ bị đồng. Nhấp hả? Thì bây giờ mình sẽ quay một xíu coi thử anh tèo câu thế nào, tại vì tính đi ra ngoài cái bù màu đỏ ngoài kia, ngay chỗ cái hướng anh tèo á, nhưng mà bây giờ mình câu thử ngay chỗ đây một xíu thì có không? Có thì mình sẽ neo cái neo của mình đây. Mình sẽ neo xuống và mình câu ở đây luôn. Hai anh em sẽ câu ở đây. Ăn không? Hay ở. Anh tèo câu được dính được một con mọi người này. À, đây. Anh tèo dính được con mọi người. Ok mọi người, giờ mình thả này. Dính mọi người, dính đây nè. Đó, thấy không, còn to. Wow, đã mọi người. Cá phốc ghi nha mọi người. Còn bự ghê luôn á. Mình sẽ bỏ trong thùng đá luôn mọi người. Đây, mình có cái hộp của mình. Đó, bỏ nó luôn. Bên tèo ăn cá gì? Ô, cá mập. Tèo có được cá mập mọi người. Ôi đó rồi. Bên tèo dính liền mọi người. Trời cá mập nữa mọi người. Trời chỗ này cá mập nhiều ghê. Trời. Cá dính luôn. Con này chắc số nó chắc không muốn sống rồi. Phốc ghi mọi người. Đó, mình dính rồi nè. Cũng dễ ăn lắm mọi người, không có khó đâu. Ok. Dính mọi người. Đó, phốc ghi mọi người. Phốc ghi to mọi người. Con nhỏ nha. Cá ăn nhiều mọi người. Tức là đều câu cá không nhàn ha. Móc cái mồi vô thả xuống con cá ăn nè. Mọi người này, thành quả của anh tèo này mọi người. Anh tèo câu được con cá, đây là con cá bơm chết rồi. Khá là to mọi người, con này là oversize rồi. Quá sai rồi, không có nhỏ ăn được sai nữa. Đó mọi người. Nói chung là thời tiết hôm nay là khá là dễ chịu mọi người. Chứ mấy hôm mà mình đi câu cá mọi người, đứng trong bờ thôi mà nó nắng, nó nóng dễ sợ luôn. Nhưng mà hôm nay trời đẹp đi mọi người. Lâu lâu mình lấy cây dắt ra mình đi một lần mọi người. Thì trời rất là chiều lòng mình luôn mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nha.
Thì nãy giờ mọi người xem này, coi thành quả của mình nè mọi người. Đó, đây là một câu cá thôi. Thì bây giờ mình sẽ coi cho mọi người coi này, trong đây này. Đó, đây là cá phốc kỳ mọi người. Đủ size không mọi người? Thì ngay cái ngành này mình có bỏ đá chứ nó làm mát luôn mọi người. Nếu mà mình không bỏ đá thì mình mở cái này với cái hai cái nút lên thì nước sẽ vô đây, cá nó sẽ bơi mọi người. Nhưng mà mình để như vậy thì mình trèo rất là khó khăn luôn mọi người. Đó, thì nãy giờ mình câu với anh Tèo, thì bây giờ anh Tèo ảnh đi vô trong kia nghỉ giải lao xíu rồi. Tại vì ảnh ngồi cái thuyền nhiều á, nó sóng á, nó đập qua đập lại ảnh chịu không được mọi người. Ảnh bị say sóng mọi người. Ảnh câu cũng được một xô luôn đó mọi người, rất là nhiều luôn. Thì mình câu nãy giờ này thì cũng như đó mọi người. Nói chung là mình câu thì mình không có bằng ảnh đâu mọi người. Tại vì ảnh ở Mỹ lâu rồi, ảnh câu có kinh nghiệm câu lại cá phốc kỳ rất là nhiều luôn. Còn mình thì mình mới à, nên thành ra câu cũng rất là chậm luôn. Mình câu một lưỡi thôi mà nó lai rai, ảnh lai rai mọi người. Nó không có ăn dày như anh Tèo câu. Anh Tèo câu được nhiều lắm mọi người. Anh biết cái con cá nó ăn chậm á, nhích lên thôi. Còn mình đợi cho kéo cái cần á, nó rít xuống luôn, mình mới câu lấy được cá được mọi người. Thành thực ra mình phải học kinh nghiệm rất là nhiều luôn. Đó, thì cái chỗ này là cái đảo ở trên đảo đây, có một cái nhà thờ nằm trên đây, là ở vùng Mystic của tiểu bang Connecticut nha mọi người. Mình lái xe lên đây thì một tiếng thì mình chạy đường 95 mà. Từ 95 sau mình đi lên 95 nọt mọi người. Thì lên nó khoảng cỡ một tiếng thôi, một tiếng 15 phút đó mọi người. Nhưng mà nếu mà buổi chiều mình về có thể có khả năng kẹt xe mọi người. Nếu mà mình canh về trước 4 giờ chiều thì ok, nhưng mà qua 4 giờ chiều cho tới 7 giờ tối là người ta đi làm về nhiều mọi người thì nó kẹt xe nha. Mình mới câu được con cá này, cá gì mọi người, nó kêu ộp 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 mọi người. Chắc nó tên là ộp ộp luôn mọi người. Nó xòe cái cánh nó đẹp cho mọi người này. Đó, thấy chưa? Đẹp ghê luôn á. Thì bây giờ mình sẽ thả nó xuống nước lại, tại vì mình không biết ăn loại cá này. Thì bây giờ mình sẽ thả nó xuống lại ha. Đang câu cá thì có người tới xin ăn nè mọi người. Tới đóng thuế mọi người. Thì bây giờ mình có một mớ cá để mình đi câu nè mọi người. Thì bây giờ mình sẽ cho nó một con, đóng thuế cho nó mọi người. Xong nó sẽ tìm cá cho mình câu mọi người. Đó mọi người. Đẹp không? Thì đây, nãy giờ mình câu cá đây không mọi người này. Cá này là cá phốc kỳ mọi người. Ở bên Mỹ gọi là cá phốc kỳ, ở Việt Nam mình á, nhìn giống như cá hành đó mọi người ha. Đó, nhìn tựa giống như mấy con cá hành vậy mọi người. Nhưng mà cái con này á, nó chưa có đủ size mọi người. Thì bây giờ mình sẽ thả nó về lại biển mọi người. Rồi mình sẽ đợi cho nó lớn lên rồi xong mình sẽ bắt lại nó mọi người. Đằng xa có mấy em đang trèo buồm mọi người. Dễ thương chưa? Hay Mỹ nó chơi hay mọi người ha. Đó mọi người, thì bây giờ mình sẽ thả nó xuống lại dưới nước mọi người, đợi nó lớn là mình sẽ đánh bắt nó. Đó mà thuyền này không biết là nó có cái máy không mà sao mà nó chạy hay vậy ta. Anh Tèo đang chín cá gì mọi người, cá phốc kỳ mọi người. Đó, dân Mỹ họ chơi hay ghê mọi người, đủ mọi thể thao mọi người.
ở Việt Nam mình thì nhiều đứa nhỏ thì bây giờ nó bấm điện thoại nhiều, mà người bên này người ta đa số hoạt động nó cho con nít nó ra ngoài ngoài chơi ngoài thiên nhiên chơi nhiều lắm, họ ít khi cho sử dụng điện thoại mọi người, nó chơi những cái thú vui lành mạnh mọi người, ra ngoài trời rất là vui luôn, vừa vui mà vừa có sức khỏe nữa, đẹp mọi người ha. Đang tính là đổi địa điểm để mình đi câu tiếp mọi người, nhưng mà hình như là trời không cho mình đi mọi người ạ. Bây giờ mình thả cái neo xuống mọi người, bây giờ nó kẹt cứng cái neo dưới luôn rồi mọi người, mình không có gỡ cái neo lên được mọi người. Bây giờ cái neo nó bị sóc đá, bây giờ mình đi ngược cũng gỡ lên được, mà đi xuôi cũng gỡ lên không được. Bây giờ mình không biết cách nào khác mọi người, chắc có lẽ là bây giờ mình ngồi câu đây cho tới chiều mọi người, mình chọn đi vậy á, rồi mình chắc là mình gỡ không được nữa, làm có thể cắt dây mình vậy mọi người ạ. Buồn ghê, cái neo mua mấy chục đồng mọi người, neo nhỏ thôi mà nó sóc với đá lên mọi người luôn. Đó thì bây giờ mình chờ đợi thôi, nếu mà hy vọng mình câu, mình đứng lên mình câu một xíu nữa nó lồng lây sao đó, nó rớt ra ngoài thì mình có thể kéo neo lên được và mình về mọi người, khỏi mất công mua cái neo mới tốn tiền mọi người. Nãy giờ câu toàn là dính có mập không mọi người, chờ thả lại chứ biết bao nhiêu nói mọi người, phá mồi mọi người, mình mua hai cái mồi rồi nó phá mọi người này. Đó, mập mọi người. Dùng giấy mọi người. Cá đây nói chung là họ cho mình bắt nghe mọi người, bắt nhỏ to gì nó cho mình bắt hết á, nhưng mà mình thì lại không có thích ăn cá này, thành ra mình thả lại về biển mọi người. Con này cũng nấu lẩu được mọi người này, con này nấu một cái lẩu mấy người ăn, ba bốn người ăn được rồi này, nó cũng không có nhỏ đâu đó. Thì đó bây giờ mình thả nó lại về là biển mọi người, tại vì không ăn thịt nó nhiều khi không biết nấu mọi người. Nhiều khi nấu tả biết luộc hay là nhúng giấm thì ngon lắm, nhưng mà đều cái mình không biết nấu á, thì thua thôi. Mình không biết nấu cái mùi nó cứ khai sao á, chịu không được. Thế nhiều người mà họ ăn được hả, họ đánh, họ cạo vảy cầu đồ, trùng vảy trùng đồ hay lắm, làm sạch sẽ lắm, ăn ngon lắm. Mình không biết làm, mình thôi thua, thả nó cho rồi chứ làm gì đâu vậy. Quả thu hoạch từ sáng giờ mọi người. Đây, bên tèo, nhiều đây là tèo, đảm thương rồi. Còn của mình đó mọi người, thành quả sáng giờ đây đó, đấy cá luôn mọi người, quá đã luôn. Bây giờ mình chuẩn bị lên bờ về thôi, đi nói chung là đi đuối à. Hôm nay sóng gió thì nó cũng ổn, nhưng mà đều cái là lâu ngày mình mới đi lần đó, đi bằng cây dắt mọi người, nó hơi dập dềm, mệt không anh Tèo? Mệt không? Hơi đuối đuối ha. Thì đó mọi người, ăn chơi rồi cũng có lúc phải tàn thôi. Bây giờ mình đi câu xong rồi mình về thôi mọi người. Nói thiệt là hôm nay là đi đuối mọi người, đi vừa đi xa, mà lâu lâu mình mới đi cây dắt lại một lần nữa, thành thử ra nó sóng gió nó gập ghềnh nó cũng hơi mệt mọi người. Sóng cũng phải là mạnh đâu, nó êm lắm mọi người, nhưng mà lâu ngày cũng không quen mọi người, ít đi nên hay dập dềnh nó mệt mọi người. Thì bây giờ mình đã xong xuôi, mình và anh Tèo đã chuẩn bị đồ đạc hết, anh Tèo thì đi thay đồ mọi người. Đó thì bây giờ mình sẽ đóng bừng mọi người. Đó mọi người. Ok mọi người, cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi cái video của mình nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều, và hẹn mọi người ở những cái video tiếp theo của mình nha. Bye bye mọi người.